Nên Giao chơi dẹt đi anh, 10k một kill. X2 cho Giao. Được, được, cảm được, được, được. Cảm ơn Vibu đã động viên 10.000 đồng. Được. Thiết bản. Là rõ, Vibu ạ. Cảm ơn Vibu đã Vibu động viên 10.000 đồng. Rút Giao khéo lại nhất tâm đoạt mạch bách phát suýt chúng như thì anh. Smoke ven đúng không? Anh bom, đưa bom, mày đưa bom. Đây. Mày quá, mày nhắc tao. Đang tập trung. Từ. Em chó lên xem vật nhau. Chó đi. Rồi, chết phải trước này. Không có này. Rồi, trên có. Chết rồi. Ui, hết đát rồi. Cay thế nhở, đúng rồi, đát. Ui, ui, leo. Ui leo. Mẹ hết cái đất. Ừ anh biết rồi. Không chạy được anh ơi, phải bắn. Mẹ đèn thế. Đúng lúc hết đát lên đấy cả, đang ấn đát. Ừ. Em vừa phá con chó cho anh ơi. Tao phá con mày để tao đát đi về đây. Tao đát về rồi tao lên tao bắn tiếp ấy. Mẹ đúng lúc hết đát. Em đừng yên, em vừa phá con chó xong. Con dẹt kiểu gì đẩy bi mên anh em ơi, à? Anh em ơi. Ra đây. Cứ sống bốc ven đi anh em, gây một ít áp lực ở kia đi. Rồi về đây chim thì anh vào đây nhá. Chim một phát anh em mình bắt nó ở ngoài luôn. Từ, cho không đặt, đứng đặt lộ. Từ. Kê đã. Đếm. Nó chạy vào trong rồi. À 1 2 3. Lấy off đi, thế anh. Mà không vào. Vào không? Vào cho. Okay. Em. Một backside. Đinh ngờ. Khó rồi. Bao nó bắn. Bắn thế nhá. Ok, khó chịu là tí. Rồi. Đang phá đồ sniper. Thằng Reyna với thằng Zed là bắn cặp với nhau này. Còn bọn kia bắn với nhau, thế anh em mình cứ mít và quét thôi. Nghĩa ơi. Nghĩa ơi, động đậy Nghĩa ơi. Đấy. Ngồi im Nghĩa ơi. Ngồi im nhá. Ở chạy đi, chạy vào luôn. Kiểu giỏi đó. A có cypher. Thôi nó về A rồi. Hết rồi. 3 A rồi. 5 A rồi. Leo ơi. 7 thằng A rồi Leo ơi. Ai mà mày bò lắm. Nó clear hết cả B rồi thì nó chả về A. Nó clear hết cả đây rồi đây này. Ngồi bên trái cái. Nghĩa ơi, tìm đường chết đi. Tìm cách hy sinh đi. Bên này. Bắt thằng này, bắt thằng bên phải. Bên phải. Nó nhảy xuống này. Bị. Đấy. U này nhặt đúng rồi, thêm một mạng nữa. Đi vào. Ui hay. Này. Lên súng to nhá. Anh em không phá đồ là thằng Cypher nó sẽ solo đấy. Nó solo là hơi khó bắn đấy nhá. Hay là để phá chat hay sao phá đồ đấy. Đấy tao đi bên này với cả thì anh còn ba anh em còn lại leo đặt đồ cây móc, đừng để cái Alabot đấy phí. Mày để cái Alabot ở đây thôi. Thì đừng phí cái xe, mày ra mày để xe ở giữa mid đi. Đi thế anh đi với tao thì anh ơi. Chat mà để đây anh ơi. À cam mà để đây này. Mày chim lên heaven xem có. Là survive đã nhá cả nhà ơi, chờ xíu. Rồi. Có này. Chó, có chó. Ơ, nó smoke rồi. Anh một chó. 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 Chó Heaven này. Heaven. Nó phá. Mẹ nó bắn vai. Chịu thật. Lên chiếm mid được dần đấy. Xa. Rồi hay. Anh bắn quả ghê thế. Bắt nó móc. Về đi thế cơ. Ôi đứng. Ôi. Trước mặt rồi, gần rồi. Ôi sao rồi. Nghĩa ơi, đừng có sờ bóp tinh nữa. Đã xin đâu. Một ven đây. Đã xin đâu. Đã xin đánh ven mà. Đang định đánh ven mày sờ bóp ven luôn. Bọn này bắn cứng quá. Brim tí chết đấy. Rớt A đi. Mẹ. So, flat heaven đi cho anh. Flat heaven đi anh tanh anh. 80 đấy. Cho em bắn 40 em bảo tí chết. Thì mày sờ bóp ra nó mới trốn được đấy. Đi đánh A anh em ơi. Con mẹ. Cứ cãi nhau thôi. Em nó nghe cái gì cơ, hai nghe về thôi. Đánh A đi, em toàn lục cái con tách ra đi lẻ làm gì, thằng kia phải flash heaven cho anh chứ. Thôi đéo có tác dụng rồi, hết. Bye bye.
chạy rồi, chạy rồi, một ven xa. Mét xa này, mét xa này. Ôi nó bắn vãi. Đi đích ạ. Cứ bắn là mồm rồi. Thôi nhặt được súng rồi. Lít đích đẩy, lít đích bắn anh em ơi. Chim mày. Từ từ sao em mấy ông Lục cứ ra bắn. Mấy em Lục bị kích động anh. Lục cứ đi bắn, ông có van đồ thì đéo để được van đồ bắn. Thế bên nào? Mẹ mày, hai anh em. Ôi, tao đi mid đây. Chuyển sang bắn van đồ này. Đi. Mẹ mày chưa được 10.000 nào luôn ạ, cay thật. Anh Leo có sống mốc không, đừng sống mốc ven, sống mốc mail cho tao. Để cái ven đấy cho tao, tao bắn. Em đi cái V-man, em đẩy V-man cho. Từ từ nhá, để em kéo quả flash ra đã, cho nó sang đẩy. Rồi, có mid, mid cương. Ờ, đinh, 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 Reyna đinh rồi. Xin heal anh ơi. Đợi em tí, đợi em tí, em chó. Chó từ 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 từ. Chó đấy, chó thẳng vào ven cho anh. Ok, ok. Này. Cắn rồi, cắn rồi. Hai thằng kẹp đấy. Em hết này. Ôi bị móc em. Rồi. Em bấy rồi. Trời ơi đi tanh toàn cô lập. Hai thằng như tao cũng ăn chó nó. Ven 1. Chấu ti, nhìn đu ti à? Bắt được ven. Hai đừng đi nữa Leo. Cô ti. Em đang theo cái ulti đấy, đang theo ulti đang gì? Anh em nhìn thấy không? Cái ulti có phải là hai cái chạy về bi không? Có một cái chạy vào ven đúng không? Sao chúng mày không vào bắt thằng ven có một thằng? Ôi mẹ mày, tao đéo đi đầu nữa đâu. Thằng nào đi đầu đi. Chịu. Đi đầu toàn ăn no đòn. Mẹ. Anh em chả phá hộ cái đéo đi luôn. Nào. Mẹ bắn con này khổ quá. Cứ phải đi đầu. Nào. Tránh ra tao đi bê một mình. Đừng có đặt đồ nữa. Cho nó phá đồ nữa. Để kệ nó đấy đi. Nó đẩy thì tao bắt. Còn mẹ đéo. Rồi. Ra ít mít đi anh em. Cứ trốn cái gì nữa. Trời ạ. Đến nick sẽ được trải nghiệm cảm giác của tao. Bảo từ từ đã, đừng dùng đồ vội nhá. Chết một này. Từ từ em chả trả đồ ven này để kịp chiếm ven. Flash anh thấy cái flash Heaven đi nổ luôn. Rồi, không có. Reyna đừng back side sao? Heaven 1. Ui. Ngay gì nhở? Cứ thế mà, thôi. Con mẹ. Ui, anh Leo em bỏ đi. Em biết đánh bên phía A thôi. Mẹ ở đây, mẹ bên này này. Con mẹ bọn này cứ vẩy là vào mồm mà. Con này bật kinh vãi. Chịu rồi, mẹ mẹ gặp Radiant rồi. Gặp 5 thằng Radiant các bạn nhá. Chịu. Nó bắn đến tôi chịu các bạn ạ. Đấy. Đấy, thằng bên này cũng vẩy là mồm. Con mẹ không? Ủa tao bây giờ điêu cơ Linh ạ. Nó chạy đào, nó đang chạy à, nó tự nhiên nó giật mình. Nó vừa chạy, nó vẩy nó vắt vào mồm tao bắn chết luôn. Con mẹ. Đấy thằng Cypher cũng click vào mồm em này. Em không hiểu. Để tí em lấy cái dây sạc. Để yên, tao report thằng này đã. Đâu giờ? Tội cheating. Mẹ à, mày bắn kinh quá, bố mày report cheating. Tí lại thấy đỏ lò miệng lên. Nhá. Đúng không? Bố mày report luôn. Bắn kinh quá. Bố mày report là cheating. Tao cần biết. Report lấy lợi thế. Bắn đéo toàn mồm sợ thật. Ui. Ui. Thằng này cũng đéo khác gì cả luôn, thằng ấy bắn tốt. Mẹ gặp 5 thằng Radiant rồi. 5 thằng Radiant rồi. Để tao report tiếp. Hỏng rồi anh em. Thôi bây giờ kê đẩy thôi. Mẹ mày bắn bọn này đéo ấy được. Đéo đấu được. Gặp 5 Radiant rồi. Mẹ à, team này chắc là nó bắn cái giải của Fancy đấy. Lydic ạ. Team này nó vừa bắn cái giải của Fancy xong ấy. Report lấy lợi thế các bạn ạ. Được, report tiếp còn thằng Layla. Bắn kinh quá, bố mẹ report là hack. Mẹ mày. Không. Gần luôn ạ, đen thế. Report cả team luôn. Cứ bắn vào đầu đối phương. 120 ạ. Thôi anh em kê đẩy đi, kê đẩy thôi. Bây giờ bắn chậm lại đi. Tay nó to quá.
Phải report hết. 30 seconds left. Bắn công lại phải report các bạn ạ. Thế cái summit nó report là gì nhỉ? Chuột đâu nhỉ? Cái summit tiếng Anh nó là gì nhỉ? Đâu summit ở đâu? Report không có. Không có à? Không có cái chế độ report summit. Mẹ tự game mày lỗi rồi. Thế anh đi đâu rồi? Ok rồi anh em ơi. Không đầu được. Mẹ, chúng ta phải dùng trí. 5 round trí tuệ, 5 round trí tuệ anh em ơi. Đấy. À có thằng Cypher. Khổ thật. Nào, gặp ngay bên kia thú ạ, gặp ngay toàn thú ạ. Tay nó to vãi cả đài. Nó cứ giặt ra vào mồm mà, nó bắn kiểu đéo gì vào mồm. Cái gì đấy Nghĩa? Làm gì thì nói lên chứ. Con mẹ mày cứ cầm rồi đi sờ mốc. Mất mẹ luôn, anh em chưa làm gì lộ luôn. Thôi nó đẩy được hết các đường kia đấy nha, chắc chắn rồi đó. Chắc chắn. Tao lại phải đi đầu à? Thôi nó lại bắn vào đầu tao đấy. Anh smoke trái được đấy. Có một. Vào đấy. Trong bốc có không? Ôi, không một heaven anh ơi. Cái thằng này smoke đâu Nghĩa? Smoke đâu, nói. City 1. Hay smoke city đi, có gì nữa. Kevin này. City này. Ulti được đấy. Kevin cho anh nhá. Anh em nhà kê ra. Ơ. Đâu rồi? Ơ. Sao có một người ở Amen đâu rồi nhỉ? Hai. Ulti có ulti. Ôi trời ơi. Hai. Vừa 08 rồi là chưa được mạng nào luôn. Trời ơi, mày nhích smoke city thì mày cứ smoke thôi, còn phải nói nữa. Hãy cho tôi một mạng nào, mày đéo kiếm được tiền rồi. Thằng viewer kia nó lừa tôi rồi. Lúc anh em lại bảo là đăng chơi city nhưng mày đi smoke. Cái city kiểu gì? Ơ, sao nó... Rồi, hiểu không? Sao không ai đứng ngoài à? Cái city trên này. Quả đấy không ai đứng ngoài à? Không anh ơi, em là đặt bom, em phải vào đặt bom. Mình có 4 người thôi anh ạ. Hai anh em phải lên trên, hai anh em kia đi dưới. Đéo có thấy anh ạ. Đây. Em có ulti phát này nha. Phá mắt đi. Rồi, xa lắm. Còn mẹ. Từ từ. Em ulti A đấy. Ui, một cặp. Từ từ, hồi máu tao một tí. Sky ơi, hồi máu, từ chậm thôi. Đừng đi nữa. Smoke city được. Nó bắn em, sợ bắn em rồi đấy. Cứu em đi, 4 người đứng ở đấy, đừng nhìn anh bom nữa. Đây. Đây, từ. Em một trái, một phải, tao kê phải, bắt thằng trái đi. Đây rồi, em bắt trái. Bắt trái. Ui. Hai mạng rồi, 20.000, hồi máu. Trong sai có. Kìa, nó đẩy kìa. Leo. Mày có kìa, nó bot thì mày còn kê sau lưng làm gì nó leo. Em đang mải nói, sorry anh ơi. Nhưng mà sao mày nói mày không kê được à? Cuối 2v1 đi cùng nhau đi. Không biết thằng Zed ở đâu. Để xe ra leo. Để xe kê một đường đi. Rồi. Quắc vào cùng nhau. Đúng rồi, quắc vào. Đừng có chạy. Đặt bóng kín đi. Có xe mà, xe nó bắn hộ. Cẩn thận Heaven thôi. Chỉ cần nhìn Heaven thôi. Mẹ. Elbow không ai kê đâu, đừng có nhìn linh tinh nữa. Không, Elbow có súng nhìn. Có súng xin phát súng. Em men. Okay. Chưa vào. Đây. Từ. Nếp. Có trúng đéo không? À trúng kìa. Còn mẹ. Em leo đang kê tự nhiên lên về quay đi. Sorry anh, em đang để tâm kiểu bâng cua để bâng cua đang nói chuyện là nói chuyện đéo kê được à? Mãi lìn. Mèo nó bò ra nó bắn cho anh lòi giòm.
Nào. Hai người đứng đấy nhưng lại vẫn móc được. Ai ai đấy lên đây giúp em với, em ngồi đây được. Lên năm, lên năm đi. Đứng ở giữa. Tao quả đấy là phải về, tao ăn mẹ mày tỉ đồ vào mồm rồi. Ba người còn lại cứ đứng nhìn thôi. Em cần ai lên cùng thì em mới ra được chứ. Anh là thằng giữ ở đây thế là không đi đâu nữa. Em nói lên, em gọi 4 lần rồi không thấy ai. Có. Gần kìa bên phải kìa anh em. Ui, một máu, Reyna một máu. Ai, nữa còn nữa, sao còn phết trong không? Bên phải. Một heaven. Không phải. Rồi. Heaven. City một, hai heaven, kê heaven luôn. Một móc. Hai. Em bên một, heaven một. Cứu. Hai. Cuối. City rồi, có thể city rồi. 114 nhá. Ôi, hai bên kê này tí nó móc sau lưng nhỉ? Không, móc sau lưng Alamos. Kìa ơi, đấy, thấy chưa? Ông kê này là chuẩn rồi. Cái heaven toàn lỗi chứ ạ. Mẹ, nào. Liên tục gọi cứu. Ui, mấy ông mạng FPT, mẹ mất mạng, bảo tôi. Rất bê một quả đây. Mẹ, nó phải mít mủng. Đi. Để em smoke cho multi luôn nhá. Smoke xong multi luôn á. Mấy ulti đâu? Ulti loạn hay vườn làm gì? Ulti backside đi chứ. Backside là được anh em. Không đi ulti city chứ. Nhanh. Đây để em chim check đây cho. Smoke lỗi. Lỗi rồi, smoke hơi lỗi nhá. Có lại, backside red. Ui đéo được. Ui vẫn đéo ăn được nó nhỉ. Ui ôi ôi. Linh Nick có ulti xong vào chơi chết mẹ đi. Linh Nick. Nhưng mà em vào sau lưng anh. Nhưng mày cứ rút ulti đi. Ui cứ tưởng thôi. Mẹ bắn đi đéo nó được. Em phải cầm súng lên. Nó bắn vào đầu tao từ nãy giờ hơi nhiều đây. Không, quả đấy mày có ulti mày bay vào trước mày ulti cho anh là xong. Đây ulti đi, đánh B đấy. Đó, ulti vào đấy. Đi mày tanh đi, mày mở đường tao đi cho. Cứ smoke kỹ một tí nhá. Mẹ quả smoke đéo nó cũng lỗi. Hở mãi cả đái. Đây là cái hai quả kín. Mày ơi, hai quả con mày. Mày lấy bọn tao là chuột bạch đúng không? Nghĩa. Mày coi tao với Lydic là hai con chuột bạch cho mày đúng không? Nào, Lydic ơi, tanh cho anh đi. Anh cầu xin em một lần nào. Rồi. Dao đẩy đầu kìa. Ông em vào thật là sai đấy anh giữ. Không có anh ơi. Bọn nó đẩy đầu đấy. Đừng có ném flash linh tinh, clear rồi còn ném. Em bỏ heaven, em bỏ city đây. Ôi. Anh thích giữ thì anh em vào giữ cùng nhau hai người thôi, em không. Đấy, vào đây. Đây đừng ngồi đây. Heaven có. Ngồi đây. Heaven có, số bốc heaven đi. Đấy đúng rồi, ngồi đi. Rồi. Ba anh em kia bắn sai rồi. Một city nữa anh ơi. City bom em. Ơ sao lại city? Giết hai của em. Ui sao nó giết. Ui. Sao anh em đâu hết rồi? Em bắn cùng anh chết luôn. Ui. Em bắn cùng anh ở heaven đấy. Giết được bên nào em bắn. Con mẹ mày tao. Con mẹ anh đầu sáu gót gió. Mẹ mày anh chết cuối à? Con mẹ. Bắn được Reyna với cả hai thằng ở đây mà đơn. Mẹ mày anh em nào, tôi thấy anh em nào công cũng nhiều cả. Nhưng mà nếu hiểu cho tôi một mình thôi, xong cuối tôi đứng ở cái chỗ đấy. Ba đi, ba hai B đi, bỏ mid định được. Thằng Omen mặc định smoke một quả mid đi, câu giờ cho mọi người đã xem tình hình nào. Omen bắn fake cho anh nhá, anh trốn kỹ nhá. Có gì phá chó cho anh nhá. Chó là phá nhá. Cày thật. Hiểu anh nhá. Mày FPT mất mạng á, sao em FPT này? Mày FPT xịn, có phải FPT fake như anh em đâu. Mày ông đóng mẹ 500-600 nghìn một tháng. Đúng không? Đúng. Người ta đóng 100-150, 200. Người ta lập FPT câu trộm giống như ngày xưa nhà mày ấy. Bốc mid. Không, bên mình sao bốc? Mid đâu? Bốc fan. Mid to B anh ơi. Mid to B à? Nó lên. Sủi được không? Cho em có flash hay gì nữa đâu. Sủi đi, back đi anh em ơi. Bách dần đi, câu giờ đấy. Hai thằng anh ơi. Mắt này. Lên bắn cùng. Hai. Lùi được không? Bỏ rồi thôi. Trừ 7 rồi, trừ 70. Quá khó rồi. Nó hết số city rồi. Nó lùi được. Heaven đông. Heaven. Cam ở mid. Heaven xuống B.
Nhiều máu tao bắn hộ chứ tao không bắn được. Từ 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 từ. Rồi hai hai. Hai anh móc. Anh móc. Một thằng đó đi đi cùng nhau được. Này 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 từ từ anh tay cho này. Đây một Evan Evan trên Evan. Rồi. Chết. Ai. Ui thằng đấy chắc hoảng loạn lắm rồi nghĩa nhờ. Em kia bắn que chân. Hoảng loạn là tự nhiên nó thấy anh đát con mặt nó mà. Ai. Ờ. Mẹ hoảng loạn ngay. Hai anh em ơi, cắm bách. Mẹ mày tay to. Chúng mày tay to nhưng mà bố mày có trí tuệ đúng không? Ừ. Anh đứng ở vị trí ăn nhiều mạng này. Nào nhá. Nào ơi, cái Aronet đừng để nó nổ vào tao nhá. Đứng ở backside đi lâu ơi. Nghĩa ơi, có biến Heaven thì sủi luôn nhá. Thì... Ờ, còn nếu có biến mày không cần smoke main đâu, mày chuyển smoke đây thôi. Đó, mày tự không, nó phải tự smoke đây này, lo thân cho nó chứ. Tao mày bắn cặp vào leo. Nó phải sống. Smoke mít lỗi rồi Nghĩa. Có B này. Phải ở đây này. Phá cam đi. Được chưa? Phá đi. Không phá. Nó có hai thằng ở đây, Cypher với cả có gì leo cứ chạy thật nhanh. Lùi đi, lùi đi. Nghĩa smoke lỗi, Nghĩa ơi smoke. Đúng rồi, smoke đấy đi. Lùi về đi, Nghĩa ơi, lùi về dần đi. Bọn anh tự bắn hai đây được. Nghĩa lùi về. Smoke B smoke. Một cam. Cam nó ở trên này này. Đâu ơi. Không. Lùi. Không à, thế à. Ờ ok. Thôi, về đi, bắn ba đi. Kìa, một Heaven. Leo ơi, chạy hẳn trong bom đi, chạy hẳn trong bom. Kệ nó đi. Nó qua, nó vào rồi. Ui dồi ôi. Ui anh chó à. Nó móc được CT. À không, chạy xuống em nhìn được. Đi main. Rồi, tao chạy về đi, Leo ơi. Cẩn thận, CT, cẩn thận. Phép đi main, Heaven 1. Ôi, Cypher đấy. Heaven 1 này. Ôi rồi hay ai nai chai rồi. Chập bật quá. Heaven với cả một ở trong nhà, một đây. 30 seconds left. Đi đi đường này luôn Leo ơi. Tao áp vào cho tao nhìn cho từ. Ui. Ai đặt luôn. Ai. Được không? Được không? Đát được còn chứ. Chúng nó nhìn đâu đấy? Để tao lấy. Leo ơi gỡ nốt. Chúng nó nhìn đâu đấy? Phát tôm đâu? Phát tôm đâu? Ngoài bên nào? Ngoài. Rồi ok. Ngoài dây. À ok. Đi thẳng sẽ phải, Mẹ mày. Ngõng lạc tâm. Ừ. Ở đâu? Súng ai? Linux. Đây súng ai này? Phát tôm của ai? Chả. Em. Thế anh lại tranh của nó. Đây gót tôi. Sao mày có phát tôm cho người mày kia. Đưa cho nó lít đích đi. Còn mẹ cứ tranh thôi. Mẹ tham công chối tội. Rồi sấm mốc chuẩn rồi đấy. Này mắt bê phát bê này. Bách bê luôn anh ơi. Rốt nhanh đát vào luôn. Cái phải thì anh đừng lên. Rồi. 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 Từ từ. Rồi. Hết rồi. Còn nữa ai? Từ từ. Cẩn thận móc. Chết rồi. À không, tao phết vết cuối ở bên này mà. Không có. Đấy, chó. Ủa cái gì đây? Đi ơi. Lâu ơi, về giữ mít cho anh được không? Con mẹ ba anh em làm cái trò gì đây? Nó bắn phiên smoke trên em anh ạ. Bắn đi trên em. Mẹ à, chúng mày tự nhiên đi đuổi nó làm gì. Hai. Mày quá. Tí nữa thì ba chú bé đần luôn mà. Để thì anh chó và tao đi ra được không? Tao có đi ra đéo đâu mà không thể tao chết đây à? Thằng Nghĩa ở trong bom. Nghĩa ở trong bom, nó chết ở đây này. Nó ăn được thẳng. Có hai anh em nhà mày qua đấy chứ. Thằng Nghĩa đứng sau lưng ăn đạn lạc. Tao nhìn thấy quả đấy mà khổ. Cứ mày thôi. Cứ mày thôi. Tại vì ba chắc ở đây. Nó quả này chắc là đến lúc phi đấy Lèo. Lèo ơi mày để nó hết đây nó còn chúng tao không đấy. Không em đặt đấy để cho nó không. Rồi phết kìa phá mắt. Rồi định vào. Ui lùi đi. A đông. Đây. Smoke cho anh bom. Hết smoke rồi.
Bom rồi. Anh bom ơi. Ôi hai anh bom ơi. Nữa nữa. Sniper không biết. Ôi Evan Evan. Ui giời ơi. Được không? Được không leo? Em leo. Cố đứng đấy pháo chó cho anh. À không có, mày cứ lùi vào trong đấy, mày vẫn phá được mà. Mày lùi vào trong đấy, chó nó đi là mày vẫn phá được mà. Mẹ anh em lại, anh em lại bảo tôi húp eco. Mẹ cái thằng đi đầu của nó đấy, mẹ mày có phải eco đéo đâu. AK đấy. Nó cứ bắn đồ mà. Có mấy thằng đi sau là lục thôi. Hốt hốt cũng được anh ạ. À. Hốt không hốt quả đấy là thua mẹ rồi đấy chứ, ngồi đấy mà hốt. Giết giết người ông kêu. Ừ. Mấy ông Viu hôm nay bị làm sao? Bị giấm người à? Người gì bảo hốt đi không? Có biến thì phá chó tao ra nghĩa chứ. Không thấy tiếng ở bên men. Đánh nhảy check chứ. A một. A ném đồ. Smoke A được. Được, hai hai. Ê, cho máu. Thế cơ. Về CT được không? Đây. Kệ leo đâu. Kệ, anh không cứu được mày đâu. Anh hết máu rồi. Nước một thằng ở lấy ọp à. Nữa đi. Rồi ok. Thế anh ơi, từ thôi. Ôi thông gần phí. 5 vết ai phí mất một cái ulti thì em toàn con nhà giàu thôi. Này, trái ui, còn mẹ nó ra nó bắn phát mồm luôn cái bên phải sát bên phải. Sát trái. Mẹ nó bắn quả vãi. Các bạn nhìn nó bắn quả vãi. Mẹ nó bắn quả vãi đâu. Thế anh con nhà giàu vãi lìn. Bố mày làm chủ tịch Hạ Long à? Mẹ nhà mày có mấy cái biệt thự ở ven biển đúng không? Mày là có vẻ mày đang có dự, mày đang có nhà, mày đang có nhà trong cái dự án đang xây đang bị dừng không đúng không? Mày phải có mày mới bị dừng. Không, cái dự án này nó xây ở giữa biển. Mày đang mày chắc nhà mày phải có 2 căn ở đấy, nhà mày phải có 2 căn ở đấy. Mày đứng bách sai cho này. Qua em thả luôn. Hoảng loạn đéo ấy, đang bình thường với lìn đang 5 vết 2 đẹp phải lìn rồi. Berot à, bách luôn. À không, để anh bách cho, leo anh. Anh về đây. Heaven được nhớ, cẩn thận hộ. Tôi có bắn có dẹt bao giờ đâu. Mẹ vì đồng tiền, vì đồng tiền. Chạy đi anh em ơi, chạy đi kia, thế anh em về đâu? Ôi trời ơi, lấy gì chạy người. Không, anh em phải chạy từ trước. Mít đéo lấy gì này. Ui, phi dao. Hai. Anh ơi, xếp được anh leo ơi. Xếp được, xếp đi. Mình nhiều tiền nhưng xếp đi anh ạ. Ừ. Đâu. Đừng cho nó mạng. Leo ơi. Đấy, quả này có ulti thì có phải là đẹp không? Thế anh. Có phải nó vào mày thả ulti câu được giờ không? Mẹ dùng linh ta linh tinh. Sau đến lúc mẹ nó thì dùng ulti dã mặt mình. Mình thì dùng ulti đi 5 vết 2. Trong đó tình huống đấy làm gì có ai hoảng loạn. Có mỗi em hoảng loạn đấy thế anh ạ. Tí nghĩa bắn đầu đoạn này. Có gì mày smoke mid thôi, mày TP qua đây mày chạy lên mày giúp bọn tao được. Chứ không hai anh em không phá. Tôi nói thật nhá, trận này á bọn tôi mà ra đấu skill với bọn này là bọn tôi thua bọn này lâu rồi. Chẳng qua bọn tôi toàn mẹ về dồn nó được vào mấy cái góc xấu để bọn tôi bắn đấy. Bọn nó bắn ghê bỏ mẹ được. Nó toàn ra nó bắn phát vào mặt luôn mà chứ qua giờ nó không ấy đâu. Nó ulti Reyna Brimstone nhá. Ngồi đâu cẩn thận. Anh ngồi ở lì ở đây luôn này. Leo ơi cẩn thận. Nghĩa ơi. Nghĩa ơi bắn hộ anh được không? Nghĩa ra mít à? Leo lên đây. Đặt đồ ở trên này đi, leo ơi. Thu xe về đi leo ơi. Đặt xe city được. Ờ được. Ờ đừng fake cho anh nhá. Anh đứng sát tường này. Có chó thì phá cho anh con chó là được. Không cần không phá được. Một A, một A main, hai A main. Vào, A vào. Ôi, giữ bắn retake vậy. Ôi, smoke gì đấy? Smoke A này cái. Làm gì còn, nó hết hai quả. Rồi hết rồi. Ra luôn này. Một sát phải, ăn được sát phải đi. Ôi, hai thằng. Ôi, hai là hai A main. Một trong bom. Kìa, sao anh em không kê? Một đây main, một trong bom. Heaven rồi, nó lên Heaven rồi, nhầm. Mày bắt ulti nhảy mẹ, bắn chết mẹ Reyna đấy. Nó kịp với cả một con. Thì ơi, đừng smoke đi, Tiêu ấy bảo một smoke. Đúng rào em ấy, không em ở trong là ăn hết anh bom. Ăn hết à? Thế à? Lỗi anh ấy. Sẽ... Không, quả đấy mình đang đẹp mà, mình mọi thứ là đẹp đấy chứ.
Mình đang hơn người chứ tự nhiên mọi người để cái thằng ở đây nó móc về, nó giết anh mà mọi người còn không kê nó. Nó giết anh còn đấy thôi, anh ở trong bom cho này. Quay nó giết anh mà mọi người không kê nó để nó móc vớ vẩn thật. Đâu nó ulti anh ạ. Không, nó ulti mày, chúng mày chạy có mỗi tao chết tôi hiểu chưa? Sao chúng mày có kê lại đéo đâu? Chúng mày để nó chạy lên mà. Đấy, nhưng mà bọn mày ra đấy nhưng mà không một ai kê lại ấy. Hiểu vấn đề không? B qua hỗ trợ B đi. Anh có ulti. Không để làm gì ạ. Nó qua rồi. Em về luôn anh bom ấy. Ờ. Qua rồi. Hai. Một pha rồi. Mẹ quả mốc. Đây hồi máu đây. Này chó này, chấm ra này. Hai chấm đấy luôn, hai thằng đấy luôn. Cả chuông. Heaven. Yeah. One enemy remaining. 40 thôi. Ui mày thế mẹ mày. Nghĩa ơi, có thể sờ mốc một quả nó giống quả sờ mốc được không? Được. Mẹ quả sờ mốc đéo ấy nửa hở bên này vừa bố ra. Thì đấy. Trận này mà đang YouTube ấy, mình phải để tên là Hữu Nghĩa và bốn con chuột bạch, hiểu không? Nghĩa đang làm cho anh em mình vào vật thí nghiệm đấy. Hữu Nghĩa là bác sĩ, mày xem mấy cái bộ phim bác sĩ không? Anh em mình đang ở trong lồng kính này, mình là bốn con chuột được không? Nó tiêm thuốc vào xem là liệu đã đúng chưa? Còn đã dậy chưa? Mẹ mày nó thí nghiệm bọn tôi mà bốn con chuột luôn mà liên tục là những quả smoke. À định vì smoke hộ. Bật đao nét đi, smoke đi, Nghĩa. Từ anh bắn xe được để anh. Hay. Rồi. Đừng chìm tao. Có chìm đâu, em ném ra. Giật chết rồi. Chết radar đây. Khôn với bố mày. Vào được, clear rồi. Rồi. Có một Brim. Biết rồi. Brim. Brim yếu. Đây chết này. Đấy, kéo flash đây. Một thằng nữa mà. Hồi máu cho anh này. Mẹ mày 15 mạng luôn. Tôi không biết bắn dẹt bên tấn công các bạn ạ. Tôi chỉ biết bắn bên phòng thủ thôi. Phòng thủ các bạn là dùng não đấy còn tác dụng. Tấn công là mẹ phải não to đến mấy cũng phải ra bắn nhau với chúng nó. Mà chúng nó tay to lắm. Mẹ bắn nhau chúng nó mệt lắm. Mấy con chó này tay to cực kỳ luôn mà các bạn. Anh vô. Đây. Em bắn B cho dễ. Mấy con chó tay to lắm. Smoke B nhá, Nghĩa nhá. Em vẫn có ulti anh bom nhá. Ok. Không, Z bắn thủ thì nó dùng não, bắn sau lưng nó được. Z tấn công khó bắn lắm. B có tiếng, bị có tiếng ơi. Anh bách luôn, leo. Đồng hay sao? Nó yếu tiền đấy nhá, bắn cẩn thận. Đồng. Mắt kìa, phá mắt kìa. Rồi, anh về Heaven này. Heaven đâu? Heaven kìa. Ôi giời, Nghĩa ơi, chẳng bắn được cái gì hả Nghĩa? Em ăn mù cái này, nó hay cho hai con chó đây này, loạn hết lên rồi. Mù này. Ui, sao nó nhiều dao đấy? Heaven. Mẹ nó vừa dao đâu trước mà. Em không thấy nó vào chỗ em đâu. Khó quá. Vẫn phải ngắm lên Heaven. Hai, nữa, một Heaven nữa. Biết rồi. Rồi, hai. Thằng Cypher nữa. Một Heaven nữa. Đúng rồi, đẹp rồi, đẩy hẳn ra ngoài một tí. Rồi, kê đấy đi. Nó móc được nhà mình đúng không? Ừ, nó về nhà nó mình được. Nhà mình. Mày bỏ A đi. A hệ thống chống trộm của mày kinh rồi. Đi đi cả. Anh cảm giác là nó có thể đi sau lưng mày đấy. Em biết. Rồi, thằng mình rồi. Thật ra Nghĩa lùi đi. Đừng lộ. Phải lộ. Đi hẳn lên sau cái thùng gỗ là không bị lộ. Rồi đi vào góc vuông. Đúng rồi, đẹp rồi. Em Nghĩa cứng, mẹ mày cứng đầu ạ. Nghĩa nhảy con mẹ qua đầu nhờ. Đã. Bê, bật ulti lên đi anh, bật ulti lên. Từ, không cần bắn. Thôi, anh em về cùng. Nhanh Nghĩa. Em ulti nhanh lên. Làm đi. Sao lại không ulti nữa? Từ, bách sai. Ulti đi Nghĩa để check xem nó ở đâu. Đừng giữa đường, ulti đi. Trời ơi, lâu thế. Hay. Ôi trời, xong mẹ. Chờ, mẹ mày chờ cái ông Nghĩa đi. Thế này tình huống lại khác đéo với 2v2 đâu. Thôi đừng, nó cho nó gỡ. Leo. À là ờ. Con mẹ nhặt ốp. Bim lên. Con mẹ mày đéo hiểu làm cái gì luôn mà không có tác dụng gì luôn mà. Sợ thật. Sao xong rồi đéo đi tiếp. Ôi.
nó định ulti nhưng rồi sau nó lại đéo ulti nữa, nó lại chạy bộ. Rồi nó lại về, nó lại đứng nơi ulti. Mẹ đéo hiểu Rinh làm cái đéo thế luôn mà. Leo đứng trong sai, Leo ơi, Leo đứng trong sai đi. Anh đứng đây này. Đặt 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 cái nano nét ra đây này. Đây đây. Đây đây. Ừ, đây đây đây, đúng rồi. Nhanh là nó ăn lửa. Nghe tí có gì nó đông thì sầm bốc đây. Cho xong súng, cho một súng nữa. Ơ, Lyric. Rồi, 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 em không nghe thấy. À. À nào, làm gì có tiếng gì? À, một A. Có phá, phá mắt. Rồi. Bật nano nét đi. Rồi đẹp. Leo ơi, anh sẽ kê cho mày rồi. Rồi rồi, đẹp, đẹp, đẹp. A vào. Ờ, một con mẹ gì này. Rồi, đông, lên này vườn đâu. Vẫn clear bên này nhá, bên này vẫn clear này. Ờ, từ từ. Smoke nữa cho anh được không nhớ. Heaven hết đấy, heaven hết. Heaven hết đấy. Đây rồi. Bỏ đi, bỏ đi. Ôi, vào sai rồi. Vào đâu mà vào. Vào nào. Vào sai nào. Con mẹ tự nhiên ngó ra. Ram, 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 ram. Hay trốn nó trốn. Đéo trốn được, không chạy được, chạy. Trốn mà. Giết một xong trốn. Rồi một Ivan, một Amen. Anh ở trong bom rồi, đẹp rồi. Nó về Ram, nó về Ram. Rồi về, ok. Hai chạy, hai tiếng chạy, hai tiếng chạy anh ơi. Về B à, hay về Ram? Về B, về B. Thế thì sao bảo về Ram? Anh em báo láo ấy. Một thằng ở ngoài, một thằng đây, một thằng sai. Ok, ok, ok. Mày cứ đi bắt thằng đấy đi. Không được. Ôi, đen. Hút ra. Bảy mút máu. À. Anh cũng nghe thế. Đúng rồi. Mẹ. Tay nó to quá. Thì thế sao tự nhiên Nghĩa lại ngó về cái đường này? Nó ở đây đây. Em đứng ở đây này, em đứng ở heaven. Thì bọn mày cứ bắn, bọn mày cứ bắn bên này đi, bọn mày clear hẳn bên này đi. Chúng mày bắn một hướng thôi. Sao smoke thì đéo smoke, con mẹ. Smoke rồi, em smoke rồi, nó tan hết rồi. Trời ơi, mẹ sao lại nó vào bom rồi lại ông Leo cũng ngó ra cơ. Mẹ. Này, anh đẩy A này. Gì? Ờ ờ được 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 được. Này. Cho mày đây. Em rút được một khẩu Bucky hay gì đó. Ở đây 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 cho tao khẩu spec che đây. Không đủ không đủ không đủ không đủ không đủ. Đây, thôi bỏ đi. Đéo được. Ôi ai ai, A vào luôn, A vào luôn, lại Nghĩa. Ulti luôn Leo ơi. Vào trong nữa. Rồi đúng rồi. Anh em câu giờ giúp bằng Leo. Sao lại ulti nửa vời đấy. Chạy 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 chạy. Ui, mày bỏ rồi. Ulti luôn thế anh ơi. Ulti. Sao lại ulti đứng đấy? Thì vừa đến trong smoke mà, vừa hết luôn. Đứng đây này, vào trong luôn, bắt hai trong bom đi. Ôi. Khó rồi. Dạ, rồi xong. Rồi làm được. Rồi. Một sát trái. Trái luôn, giết luôn trái. Ôi. Trời ơi, tiếc quá.